Anh sống một mình ở trên đó, anh nhớ em nhiều lắm. Nhiều lúc anh muốn năn nỉ em về với anh, nhưng mà anh nghĩ lại, anh chưa thể lo cho em được sung sướng, vui vẻ. Cho nên đành phải chịu cảnh vụng trộm này. Ở đây em sung sướng tấm thân thiệt, nhưng vui vẻ thì không đâu. Sao kỳ vậy? Bộ con Thảo nó đối xử không tốt với em hả? Còn mấy người kia thì sao? Họ có đối xử tốt với em không? Tuy là được ăn ngon mặc đẹp, nhưng em có khác gì con sen trong nhà họ đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, con Thảo nó đối xử tốt với em lắm, nhưng mà lúc nào em cũng phải nịnh bợ, quỵ lụy nó để lấy lòng mọi người ở trong nhà. Mà nó thì có hơn gì em đâu. Cô Thảo này thiệt là tệ. Đáng lẽ nó phải làm sao để cho mọi người nể trọng em chứ. Bộ nó quên ba má em là người nuôi dưỡng nó hay sao? Đáng lẽ nó phải bù đắp trăm ngàn lần cho em kìa, trong khi nó ăn trên người trước. Em phải chịu thiệt thòi như vậy sao? Bởi vì mới nói, ông trời thì là bất công. Ủa, vậy sao em không bắt buộc nó đền trả cho em? Bộ em có cách hả? Nó bây giờ là vợ của người đàn ông giàu nhất cái xứ này. Cai Tuần, Hương Quảng, Hội Đồng cũng đều là thân thiết với chồng nó. Họ có chức có quyền, nhưng mà khi cần tiền để làm cái gì phải đều nhờ chồng nó giúp. Quan hệ của họ là vậy đó. Anh biểu em phải làm sao? Em nói thiệt, bây giờ chỉ cần nó ra lệnh một tiếng là cái mạng của em cũng mất nữa đó. Ờ, em nói cũng đúng. Họ vừa có thế lực, vừa có tiền bạc, nhưng mà không lẽ vì vậy mà em cam tâm? Nói thiệt, có nhiều lần em muốn giết nó luôn á. Hoặc là em làm cho nó sảy thai, nó không đẻ được. Làm như vậy nó sẽ bị hất hủi, vậy mới thỏa mãn được mối hận trong lòng. Nhưng mà bù lại là cuộc sống sung sướng của em sẽ chấm dứt. Cho nên cuối cùng em phải chọn cách nhịn nhục, chờ nó sinh con. Tỷ dụ mà nó sinh con trai là chắc chắn gia tài sẽ thuộc về mẹ con nó. Tới chừng đó em sẽ xin nó một số vốn, rồi vợ chồng mình lập nghiệp. Em tin vậy nghe cũng được đó, nhưng mà anh thấy sống vậy thì thiệt thòi cho em quá. Cứ nghĩ tới cái bộ dạng đắc ý của nó mỗi khi ban phát cho em là anh tức không chịu nổi. Không chịu nổi thì cũng phải ráng mà chịu thôi, ngoài cách đó thì làm gì được nữa. Có hết. Chỉ cần em muốn, anh sẽ nghĩ ra thật là nhiều cách cho em. Anh có cách thiệt hả?